Anh chị em thân mến, hôm nay chúng ta cùng nhau suy niệm lời Chúa Chúa Nhật thứ ba phục sinh năm B. Xin mời anh chị em đứng chúng ta cùng bắt đầu. Nhân danh cha và con và thanh thần. AMEN Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Hai môn đệ của Chúa Giêsu cũng thuật lại các việc đã xảy ra dọc đường và việc hai ông đã nhận ra người lúc bẻ bánh như thế nào. Họ còn đang nói về chuyện đó thì Chúa Giêsu đứng giữa họ và nói: "Bình an cho các con." Họ hoảng hốt và sợ hãi, tưởng mình thấy ma. Người nói với họ: "Sao các con hoảng hốt và lòng các con có những ý nghĩ như vậy. Hãy xem tay chân thầy, chính thầy đây. Hãy rờ mà xem mà đầu có xương thịt như các con thấy thầy có đây. Nói xong, người đưa tay chân cho họ xem. Vì vui mừng họ vẫn chưa tin và đang bỡ ngỡ vì Chúa Giêsu hỏi họ. Ở đây các con có gì ăn không? Họ dâng cho người một miếng cá nướng. Người cầm lấy trước ăn trước mặt các ông. Rồi người nói, này là những lời thầy đã nói với các con khi thầy còn ở với các con là cần phải ứng nghiệm hết mọi điều đã viết về thầy trong luật môi sên, trong sách tiên tri và thánh Vịnh. Bây giờ người mở trí cho các ông để họ hiểu thánh kinh. Người nói có lời viết, Đức Kitô phải chịu đau khổ và ngày thứ ba người sẽ sống lại từ cõi chết và phải nhân danh người rao giảng cho muôn dân biết thống hối để được ơn tha tội bắt đầu từ Jerusalem. Phần các con, các con sẽ là chứng nhân về những điều ấy. Anh chị em rất thân mến. Nhiều người vô thần cho rằng Việc các tông đồ tin vào sự phục sinh của Chúa Giêsu chỉ là một ảo giác. Và việc loan truyền Chúa sống lại chỉ nuôi dưỡng một niềm hy vọng trong ảo tưởng. Peter Griffith and Ronald Taxley đã viết trong cuốn Pocket Handbook of Christian Apologetics nếu nói rằng các tông đồ bị ảo giác về việc Chúa phục sinh thì không hợp lý Bởi có quá nhiều nhân chứng cho việc phục sinh này Ảo giác là một chuyện riêng tư, cá nhân và chủ quan Chúa Kitô hiện ra với Maria Magdalena Với các môn đệ trừ Tô Với các môn đệ gồm có cả Tô Với hai môn đệ trên đường về Emmaus Với các ngư phụ trên bờ biển với Jacob cô bê và ngay cả với 500 người cùng một lúc. Chỉ có ba nhân chứng khác nhau thôi, thưa anh chị em là đủ cho một loại so sánh tam diện về tâm lý. Hơn 500 người thì cũng là công khai như bạn có thể muốn. Và Thánh Phào Lô đã nói trong đoạn văn này là hầu hết 500 người này vẫn còn sống. Điều này mời gọi bất cứ độc giả nào kiểm tra tính chân thực của câu chuyện rằng Cách ta vấn những người chứng kiến Thì sẽ khám phá ra sự thật Nếu đó không phải là sự thật Thì Ngài không bao giờ có thể mời gọi độc giả như thế Và có lẽ đã từ bỏ việc mời gọi đó Và Ngài cũng đã có thể bị quy phục Bởi quyền lực, sức mạnh và số đông của các địch thôn hơn nữa, ảo giác thường kéo dài một vài giây hoặc một vài phút, hiếm khi kéo dài một vài giờ. Còn điều này, thưa anh chị em, kéo dài trong khoảng 40 ngày. Và một ảo giác chỉ có thể giải thích với các lần hiện ra hậu phục sinh. Nó không giải thích được ngôi mộ trống được. Tạng đá bị lăn ra hoặc không có khả năng tìm ra xác chết không có một giả thuyết nào có thể giải thích được tất cả những dữ kiện này ngoại trừ một sự phục sinh thực sự với những lý lẽ như thế thưa anh chị em có thể nói chúng ta yên tâm không sai lầm khi tin vào sự phục sinh của chúa và đức tin luôn hướng tới niềm hy vọng lớn lao là chúng ta cũng sẽ được dự phần vào sự phục sinh này với Chúa. Bởi như Chúa đã khẳng định, chính Thầy là sự sống là và là sự sống. Ai tin vào Thầy thì dù đã chết cũng sẽ được sống và ai sống và tin vào Thầy sẽ không bao giờ chết. Anh chị em thân mến, Tin mừng Chúa Nhật hôm nay một lần nữa minh định sự sống lại của Chúa Giêsu qua việc Chúa để cho các môn đệ đụng chạm tới thân xác phục sinh của người. Và còn hơn thế nữa, để minh định sự hiện diện của người ở giữa các ông là một sự hiện diện đích thật của một con người. Người ăn uống trước mặt các ông. Anh chị em Chúng ta hiểu làm sao về sự ăn uống của Chúa Giêsu phục sinh. Bởi vì sự phục sinh của người không còn bị chi phối bởi những nhu cầu thể lý như ăn uống và thân xác phục sinh cũng sẽ không còn bị hư hoại trong khi các mẫu cá hoặc miếng bánh Chúa ăn trước mặt các môn đệ vẫn là những thực phẩm thuộc về thế giới vật chất mọng giòn và hư hoại. Vâng anh chị em. Tác giả các sách tin mừng tường thuật việc Chúa phục sinh đã ăn uống trước mặt các môn đệ với một mục đích rất rõ ràng. Minh chứng Chúa đã sống lại thật. Việc ăn uống ở đây hoàn toàn khác với việc Chúa dùng bữa với các ông trong ba năm dạng dạy. Việc Chúa Giêsu dùng bữa với các môn đệ trước khi người chịu chết nhằm trình bày về sự hiện diện của con Thiên Chúa giữa con người qua con người Giêsu Nazareth với một lịch sử rất rõ ràng được sinh ra bởi đức trinh nữ Maria. Việc con Thiên Chúa mang lấy thân phận xác phàm để nói lên rằng tình yêu của Thiên Chúa dành cho con người không phải là một khái niệm mơ hồ nhưng là một hành động cụ thể thiết thực qua con người Đức Giêsu Kitô. Trong thông điệp Thiên Chúa là tình yêu. Đức Benedicto thứ 16 đã trình bày Thiên Chúa đã yêu chúng ta trước. Thư thứ nhất của Thánh Gioan nói với chúng ta như thế. Và tình yêu của Thiên Chúa xuất hiện giữa chúng ta trở nên hữu hình qua việc người sai con một đến thế gian để nhờ con một của người mà chúng ta được sống. Thiên Chúa tự làm cho mình thành hữu hình trong Đức Giêsu Kitô. Vâng, trong Đức Giêsu Kitô chúng ta có thể chiêm ngắm được Chúa Cha. Chúa Giêsu đã hiện diện trong một con người cụ thể và vì là một con người cụ thể, Chúa Giêsu không thể sống mà không ăn uống. Anh chị em, việc ăn uống của Chúa Giêsu phục sinh lại mang một ý nghĩa khác. Như đã nói, các tông đồ loan truyền Chúa sống lại và sự phục sinh của Chúa không là một ảo ảnh, nhưng là một hiện thực, một con người đích thật, một con người gồm xác và hồn, tức là một con người cụ thể sống động bằng chứng việc ăn uống diễn tả sự sống động này. Tuy nhiên, anh chị em thân mến, việc ăn uống của chúa lúc này không nhằm minh định về sự nhập thể của ngôi hai trong một thân xác, nhưng là minh chứng về một thân xác mà ngôi hai đã nhập thể thực sự đã phục sinh sau khi bị giết chết và được mai táng trong mộ. Vì thế việc ăn uống của Chúa Phục sinh mang đặc tính bi tích Tức là dấu trị hữu hình hướng tới một thực tại được biến đổi trong ánh sáng Phục sinh Vâng, thưa anh chị em Chúa giê -xu đã ăn uống trước mặt các môn đề để biến đổi những con người đang cuống cuồng sợ hãi thành những chứng nhân của tin mừng phục sinh. Biến đổi những con người nhát đạp thành những con người mạnh dạn làm chứng cho sự phục sinh cho dẫu bị đòn vọt tù đày và nhất là biến đổi của ăn vật chất trở thành lương thực cho sự sống vĩnh hằng điều mà Chúa Giêsu đã thực hiện trong bí tích thánh thể vì thế việc chúng ta tin vào sự phục sinh của Chúa Niềm tin này thực sự mang lại cho chúng ta việc được dự phần vào sự phục sinh đích thật. Nếu chúng ta dẫn mình vào một hành trình của sự biến đổi, khởi sự từ những dấu chỉ bên ngoài do bởi đức tin của chúng ta. Sự biến đổi để đạt tới sự phục sinh của Chúa, mỗi người hãy tự hỏi điều mà Đức Phan Cô trong bài giảng về Chúa Nhật lòng thương xót vừa rồi đã đặt ra. Tôi là người đã nhận được sự bình an của Thiên Chúa rất nhiều lần. Là người đã nhận được sự thứ tha và lòng thương xót của Ngài rất nhiều lần. Tôi có biết thương xót người khác không? Tôi là người đã nhiều lần được nuôi dưỡng bằng mình máu thánh Chúa Giêsu. Tôi có làm gì để nuôi người nghèo không? Chúng ta đừng thờ ơ đừng có một đức tin nửa vời nhận thì được nhưng cho thì không đón nhận một món quà nhưng chúng ta lại không tự biến nó thành một món quà để trao tặng chúng ta đã được thương xót chúng ta phải trở nên nhân tử bởi vì nếu tình yêu kết thúc trong chính chúng ta niềm tin đó sẽ cạn kiệt trong sự gần gũi của, như là một sự vô sinh nếu không có những người khác tình yêu trở thành một thứ hồn lìa khỏi xác không có các công việc của lòng thương xót tình yêu sẽ chết anh chị em thân mến chúng ta hãy để cho mình được phục sinh nhờ sự bình an sự tha thứ và những vết thương của Chúa Giêsu nhân tử và chúng ta cầu xin ơn trở thành chứng nhân của lòng thương xót chỉ bằng cách này đức tin mới sống động và cuộc sống mới nhất quán. Chỉ bằng cách này, chúng ta mới có thể loan báo tin mừng của Thiên Chúa là tin mừng của lòng thương xót. Ước mong sao thưa anh chị em, từ người Kitô chúng ta thực sự được biến đổi qua niềm tin vào Chúa Kitô phục sinh để thực sự trở thành những chứng nhân của tin mừng phục sinh hầu có thể đạt tới sự sống đời đời. Amen.